Xe container đang chạy trên xa lộ Hà Nội, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ cửa thùng container phía sau mở toang rồi va vào cabin trạm thu phí, khiến cabin nát bét, cánh cửa bị rớt. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 8, lực lượng chức năng quận 9 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sự cố container và nát cabin trạm thu phí. Trước đó khoảng 15 giờ cùng ngày, xe container chạy trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức. Khi đến trạm thu phí xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, thì cánh cửa sau thùng container mở toang. Khi xe container chạy qua trạm thu phí thì cánh cửa đập mạnh vào cabin của trạm thu phí, khiến trạm thu phí nát bét, cánh cửa cũng rơi xuống đường. Rất may trạm thu phí này dừng thu phí vào ngày 31 tháng 12, 2017, nên không có người bên trong.